nhà đất chợ Củ Chi. Xin trân trọng kính chào tất cả ông bà cô bác anh chị gần xa. Thì hôm nay là mình có mặt ở ấp Láng Cát, thuộc về là xã Tân Phú Trung, địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay tiếp tục mình cũng xin chia sẻ gửi đến toàn thể bà con chị trong nước và nước để tham khảo về một căn nhà cấp 4 nha. Thì trước tiên là mình sẽ quay cụ thể tổng quan ở khu vực này để anh chị mình tham khảo về đường đi lối bước nha anh chị. Khu vực này là bao anh chị nha, màu mã là không có, dân cư là tập trung khá là đông, dân từ xưa cũng có mà dân tứ xứ tá túc ở đây nha anh chị. Đây, khu vực này là khu dân cư nha anh chị mình. Ngay vị trí này là ngay ngõ 3 nè. Và anh chị chạy cái hướng mà ngay trước màn ảnh anh chị ở hướng này nè, là sẽ ra ở đường Láng Cát nha. Ra chợ chiều Tân Phú Trung, quẹo mặt ra sau bệnh viện Xuân Á, ra khu công nghiệp Tân Phú Trung luôn nha. Đây, cái quãng đường này hiện trạng là đường trải đá nha anh chị. Đường này rộng là 4m, quy hoạch đường là 3m nha. Đường á có hạ wifi internet cấp mạng ha, điện 1 pha 3 pha. Đây, thì mình sẽ mời anh chị nhấn chút thời gian theo dõi màn hình nha anh chị mình. Và cái hướng ngược lại đây nè, bà con anh chị mình chạy là anh thông trong sớm luôn ha. Khu vực này là đường bàn cờ nha anh chị mình. Đường này là xe 5 chỗ 7 chỗ, xe đổ đất 5 khối là di chuyển là vi vu thoải mái nha. Thì hôm nay là mình giới thiệu anh chị là căn nhà này là mặt lòi mặt thục là chữ L nha bà con anh chị. Ngang 8 dài 18 ha. Tổng cái diện tích cái căn nhà này là 149m8, đất ở là 78m nha anh chị. Còn lại thì đất trồng cây lâu năm ha. Đây, mình sẽ di chuyển đi bộ vô nha. Anh chị mình đi bộ cùng với mình để tham khảo cái đoạn đường này, khu vực này nha. Bên tay mặt có cái nhà lầu nha bà con anh chị. Ở đây làm là chỉ rõ đường đi, thông tin là quay chính xác nha, không phải là quay câu like, câu view gì đây nha anh chị mình. Ở đây làm chứ không phải là quay ở dưới Bình Chánh hay chỉ đâu ngược Long An, Sầu Đo, Tân Mỹ ha. Bán là nó bán, chưa là chưa ha. Điểm nhấn mình nói về nhà đất anh chị là thế mạnh là thổ cư ha. Một là cái xã Bình Mỹ, hai là cái xã Tân Hạnh Đông, ba là xã Tân Phú Trung ha. Nói về Hóc Môn thì mình khỏi bàn, khỏi cãi rồi. Đó thuộc về là trung tâm rồi nha anh chị mình. Đây, cái hẻm này là anh chị mình thông trong xóm nè ha. Anh chị mình đừng có mê rẻ như là đi lên Nhận Đức nè, Bính Đình, Bính Dược, Địa Đạo đồ ha, Trung Lập Thượng đồ. Xa mua được mà bán không được ha, thường lệ mình nói rồi. Đây, thì mình đang có mặt ở trước ngay căn nhà cấp 4. Hôm nay là mình cũng chia sẻ anh chị là một cái sản phẩm căn nhà. Bên tay trái sẽ đổ tay mặt là cái mặt tiền là 7m80, ở sau nở là 8m ha. Hậu á dài là 18, diện tích là 149m8, đất ở là 87m nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng riêng, nhà là hướng đông bắc nha. Mặt tiền là đã có một cái mái che nè. Mái che này là để nhất là che nắng, che mưa, đám tiệc, đậu xe. Xăng này đậu mà xe và hai bánh á, đậu chắc 25 chiếc đó bà con anh chị. Xe quy kỳ thì đậu được 2 chiếc ha. Đây, mái che. Nhà là hai nguồn nước nha anh chị, nước giếng nè, nước sạch nè, hạ đồng hồ điện, đã có số nhà luôn nha. Mình thông báo căn nhà giá bán luôn nha. 2 tỷ 400 triệu sẽ còn thương lượng nhẹ nha. Bà con chị nào có nhu cầu mà quan tâm về căn nhà này á thì liên hệ qua số điện thoại là 0909 511029 ha. Đất này là 8m, xây cái nhà là 4m, chừa hai bên mỗi bên là 2m nha bà con chị. Ở đây là mình nói rõ cụ thể rồi ha. Anh chị nào có nhu cầu mà để đi tìm nhà và đất ở Củ Chi là phải xem hết clip ha. Mình cảm ơn bà con chị rất nhiều ha. Để bà con chị mình mới xem cái vô hỏi nhà đâu, nhà ở đâu là mình có nói hết nha anh chị mình. Xã Tân Phú, ấp nào nói hết rồi nha. Đây, hai bên cán là nền bê tông ha, hạ đồng hồ điện nè anh chị mình. Đã có số nhà luôn. Anh chị sở hữu nhà này về, cái thứ nhất là sửa sang lại là tùy bà con anh chị nha. Lăng sơn đổ màu là tùy, chữ ăn lờ, mặt lò mặt thục nha. Đang quay lại mặt tiền để anh chị khảo sát về căn nhà này coi như thế nào ra sao, đã có tiềm năng khả thi hay không nha anh chị mình.
đây là bên nhà hàng xóm anh chạy mình, khu vực này bao anh chạy nha, đã không có mã màu vậy nha, sạch sẽ. Giá bán công khai 2.4 tỷ nha, pháp lý sổ hồng riêng, đất ở là 78 m. Đây không gian nhà ăn nhà bếp nha anh chị mình, quá rộng rãi, thênh thang thành hàng trần thả tắm nha. Rồi mình xin nhắc lại, nhà này tọa lạc thuộc ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị mình. Ngang mặt tiền là 7.8 m, hậu 18 m, nở hậu tới 8 m nha. Toilet nhà tắm chung ha, ốp gạch toàn bộ, cửa mũ nha anh chị mình. Đây không gian bên đây là công trình phụ đồ nè, chị sở hữu nhà này về sửa sang lại ha, nhà này mình thấy cũng ok. Nhà là hướng đông nam nha anh chị mình, điện nước đầy đủ, số nhà cũng có nước sạch, cũng có nước giếng cũng có ha, đường trải đá 5 m, xe quy kỳ tới nhà, xe 7 chỗ 12 chỗ chạy đến vị trí căn nhà cấp 4 nha. Mặt lòi mặt thục ha, nhà trần thạch cao thả tắm. Tiếp theo là phòng ngủ nha bà con anh chị, có gác nha, cửa là cửa đẩy cửa lùa nha bà con anh chị. Đây hành lang di chuyển lên là phòng ngủ, phòng khách ra ở trước sân luôn ha. Tiếp theo là phòng ngủ thứ hai, thì cái phòng ngủ thứ hai nó cũng như là phòng ngủ thứ nhất ha. Đây, và tiếp theo nữa là phòng khách, cũng trần giật cấp nha, trần thả tắm đồ đây, đèn màu đầy đủ hết nè, wifi cáp mạng. Từ ngay căn nhà cấp 4 này cách chợ chiều là khoảng 400 m, cách ủy ban xã Tân Phú Trung là khoảng 2 cây rưỡi, và cách trung tâm thị trấn Củ Chi, cụm Tây Bắc Củ Chi là 9 cây, cách bệnh viện Xương Á, khu công nghiệp Tân Phú Trung là khoảng 1 cây rưỡi, cách cổng chào Tây Ninh là 27 cây, và cách bến xe An Sương đến căn nhà này mắc là 16 cây đổ lại nha bà con anh chị. Anh chị nào ở tuyến đường tỉnh lộ 15 giao nhau ngõ 4 Tân Quy, bước đến căn nhà này mắc là đâu đó là khoảng 7 cây đổ lại nha. Và cách tuyến đường Nguyễn Thị Lắng, Hồ Văn Tấn đồ vài trăm mét nha anh chị mình. Thì mọi thông tin xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0909 511 029. Thì suốt thời gian qua anh chị mình đồng hành ủng hộ đăng ký kênh Nhà Đất Chợ Củ Chi Giá Rẻ, thì mình cũng chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh chị nào có nhà đất mà tại địa bàn huyện Củ Chi hoặc là các tỉnh lân cận có nhu cầu mà muốn bán nhanh bán lẹ thì cứ gửi Zalo hoặc là liên hệ thẳng qua số điện thoại nha, là 0909 511 029. Thì ngay căn nhà này cách trường học mầm non cấp 1, cấp 2 Bách Quá Xanh, trạm xe buýt đường quốc lộ 2, bán kính đâu đó là khoảng 1.2 nha. Đến đây mình khép lại video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con anh chị nha.